Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 26 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Vận trình đang gặp được ngày có ngủ hành tam hội xuất hiện vào thời điểm này cho thấy, nếu con giáp tuổi Tý muốn thay đổi mình thì hãy bắt đầu bằng việc mở rộng mối quan hệ, Đừng ngại ngần tương tác với những người bạn mới, nhờ thế bạn sẽ hiểu thêm về thế giới xung quanh cũng như có thêm nhiều vốn sống mới mẻ cho chính bạn. Thực thần hỗ trợ cho con giáp tuổi Tý có một ngày thuận lợi, bản mệnh nên sử dụng nguồn năng lượng cơ thể dồi dào mà bạn có cho các hoạt động thú vị ngày hôm nay nhé, nhờ thế bạn sẽ có một ngày thật hiệu quả. Đừng lười biếng, nếu không bạn sẽ bỏ phí những ngày đầu tháng thú vị đấy thủy khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh có phần giảm sút có thể vì áp lực công việc lại thêm thể trạng không tốt nên bạn dễ bị đuối sức việc gì có thể hoàn thành sớm hôm nay nên thực hiện nhanh để có nhiều thời gian nghỉ ngơi vào cuối ngày bạn nhé tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có tin tức về tình cảm sức khỏe công danh tài lộc của người ở nơi xa khiến mình có sự hao tốn tài lộc về giấy tờ pháp luật hoặc do người cộng sự cấp trên gặp rủi ro gặp chuyện buồn ảnh hưởng đến danh phận tiền bạc của mình Tài lộc vào ra thất thường. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy, gia đạo có hỷ sự, tin vui hoặc có tin tức tốt của bè bạn ở nơi xa hoặc về công danh tiền bạc. Hao tài cho tu bổ, mua sắm, tiệc tùng. Ngày có sự bận rộn về sự giải đáp thư tín hoặc có lời khuyên giải giúp đỡ người khác. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Mọi sự chờ đợi đã qua nay đã đến lúc thay đổi hoặc bắt tay vào công việc. Ngày có nhiều chuyện tình cảm tốt, có tin vui, hỷ sự, tài lộc tốt thuận lợi cho việc hợp tác, hùn hạp, đi xa. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ. Mưu sự còn bị nghẽn lối, gặp trắc trở, không nên tranh giành, nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tức tốt về công việc. Nhưng nếu là việc cần thiết thì nên cố gắng hoàn thành vì còn nhiều công việc ở phía sau. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hội họp. Gặp lại người xưa, có người đi xa. Tử vi tuổi nhâm tí, thuộc mệnh mộc ngày có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc. Có tin vui hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi sửu Xem tử vi hôm nay cho thấy, nhờ tam hội nâng đỡ mà việc hợp tác làm ăn của con giáp tuổi sửu khá thuận lợi trong thời gian này. Người thân có thể không giúp được việc gì cụ thể nhưng chỉ lời động viên của họ thôi cũng đủ giúp cho bạn có thêm sức mạnh rồi. Một ngày tuyệt vời dưới sự chỉ dẫn thiên ấn để con giáp tuổi sửu có thời gian hướng tới âm nhạc, nghệ thuật, hội họa, những cảm xúc của bạn sẽ được đủ đầy hôm nay. Đây là lúc bạn có cơ hội bay bổng với những ý tưởng của mình đấy. Nếu bạn cảm thấy công việc quá mệt mỏi thì tại sao không nhân cơ hội này để trốn một chút nhỉ? Đừng vội vàng xử lý công việc khi bạn chưa thể có tâm trí giải quyết nó nhé. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim. Mọi việc không nên vội vàng quyết định, dù có tiến hành thì cũng gặp sự cản trở, nhưng cũng không nên bỏ dở và chờ tin tức khác. Có tin buồn, có tài lộc, hoặc có lộc ăn, quà tặng. Ngày thuận lợi cho sự tu bổ, chỉnh đốn lại công việc. Tử vi tuổi đinh sửu, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều âu lo, buồn phiền vì có nhiều chuyện xảy ra gây rắc rối, trở ngại cho công việc cũng như sức khỏe, tình cảm. Không nên tin vào người khác hãy tự mình giải quyết lấy công việc của mình. Có sự bạc bẽo, hời hợt trong tình cảm. Đi xa, di chuyển không có lợi hoặc phải nhọc công mới có kết quả. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Ngày không tốt cho sự tiến hành công việc, khởi công. Có nhiều tin xấu về sức khỏe, công danh cũng như bổn mạng, tiền bạc. Nên ngồi yên tránh mọi sự giao thiệp đính ước hò hẹn đầu tư tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ dù là chuyện không có lợi hay không cần thiết cũng nên ra đi khi nghe tin không tốt của đồng nghiệp bè bạn người thân không nên mong cầu những chuyện lớn lao đều khó có kết quả có thể lại hao tốn việc như thế nào thì nên làm bình thường có tin xa tài lộc vào ra thất thường tránh tranh cãi bàn chuyện người không tốt tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nên ra đi giải quyết công việc không nên bối rối khi gặp những tin không tốt hoặc cần phải sửa đổi. Ngày có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an, sức khỏe không tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, quý nhân và có hao tốn. Tuy nhiên cần phải cố gắng giải quyết không nên để qua ngày khác. Tử vi tuổi dần ngủ hành lục hợp hỗ trợ cho những mối quan hệ của người tuổi dần ngày hôm nay nếu không muốn giữ những bí mật cho riêng bạn nữa thì đừng ngại ngần chia sẻ những thông tin ấy với mọi người tuy nhiên đừng quên tìm cho mình một người đủ để hiểu tôn trọng bạn và sẵn sàng lắng nghe bạn nói chính tài là cơ hội để bản mệnh gia tăng tài sản tài lộc cũng sẽ có cơ hội gia tăng khi bạn khai thác khả năng của mình đúng cách thậm chí chỉ cần hỗ trợ ai đó việc gì thôi bạn cũng có thể kiếm tiền rồi Mộc thủy xung khắc cho thấy có thể vì bản mệnh chủ quan nên không lường được các vấn đề liên quan tới sức khỏe. Nhất là những người bị bệnh mãn tính lúc này dễ bị đau nhức, phải uống thuốc để hạn chế cơn đau lại. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Nên từ tốn, chậm rãi không nên quyết định mau chóng sẽ gặp điều bất lợi, đừng ngại sự khó khăn, nên đi xa, tiến hành việc thay đổi phương hướng làm ăn cũng như về mặt tình cảm. Có tin tức tốt về công danh, nơi ăn trốn ở của bè bạn, người thân. Tài lộc trung bình hạp các nghề nhiếp ảnh, điện thoại, công nghệ thông tin, vi tính, thời trang, kiến trúc, địa ốc, bảo hiểm, thị trường chứng khoán. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Có tin buồn về công danh, tài lộc, cũng như bổn mạng của người thân, bè bạn. Tuy nhiên cũng có tin vui về sự thay đổi việc làm, hoàn cảnh sống của người thân khác. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, định ký. Có cuộc vui nhỏ, sự đi lại, di chuyển, có sự lòng vòng hoặc chậm trễ đôi chút. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều chuyện lo âu về sức khỏe, bổn mạng, công danh của mình, người thân. Có người giúp đỡ mình trong việc hoàn trả hoặc chi phí cần thiết. Mọi việc nên kết thúc không nên tiến thêm sẽ có hại. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên nếu hành động không chu đáo sẽ gặp rủi ro phải làm lại, hoặc không nên quyết định mọi việc một cách nhanh chóng, sẽ gặp trở lực. Tin tức chậm chạp, đề phòng sức khỏe không tốt, hoặc có tin tức không thuận lợi về mặt sức khỏe, tình cảm của mình hoặc của người thân cẩn trọng về lời nói, văn thư, giấy tờ có sự lầm lẫn khiến mình bị ràng buộc, thị phi, sai hẹn, rời hẹn. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Nên cẩn trọng trong mọi việc. Dễ có sự hao tốn hoặc cực nhọc, chắc trở đưa đến hao tán. Sức khỏe không tốt, chuyện vui cũng không vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên xem xét, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, khó khăn. Không nên để người khác nhúng vào chuyện của mình nên cẩn trọng khi sử dụng đồ đạc, phương tiện di chuyển. Tử vi tuổi Mão. Ngũ hành Tam hợp mang tới cơ hội về một tình yêu mới cho con giáp tuổi Mão, đặc biệt đối với những bạn độc thân, nhân duyên thêm phần rực rỡ khi có người đón đưa, hẹn hò giúp cuộc sống của bạn vui tươi hơn. Những ai đã có đôi có cặp hứa hẹn sẽ có những buổi hẹn riêng tư lãng mạn sau một thời gian dài ảnh hưởng tích cực của thiên tài nên con giáp tuổi mão dễ có cơ hội trúng thưởng trong ngày này hoặc có người nhận được tiền từ công việc phụ nào đó. Hôm nay nhìn chung tiền bạc dùng rỉnh đủ để bạn mua món đồ mà bạn yêu thích từ lâu. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại, dường như bạn trở nên sung sức hơn nhờ chế độ ăn hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ. Bạn cũng tránh làm việc quá sức và tránh xa các tác nhân gây ảnh hưởng tới sức khỏe trong thời gian này. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy, có tin hoặc công việc đến không nên vội vàng tiến hành, giải quyết, vì sẽ không đúng với mục đích. Nên chịu khó nghe sự góp ý kiến của người khác. Đây là công việc chung. Tài lộc trung bình. Có tin tức tốt xấu lẫn lộn về tình cảm, sức khỏe của mình và người thân, bè bạn. Có người đi xa, có khách đến. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Nên cẩn trọng trong mọi việc, ngày có nhiều việc hư hại hoặc nhiều nhiều chuyện xảy ra không tốt ngoài dự tính. Nếu là ngày chủ về tình cảm, đình đám, tiệc tùng cũng chậm trễ, không được như ý có tin tức về tiền bạc nhưng còn chậm chạp chưa đến, dễ hao tài. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều tin tức xấu, không thuận lợi cho mọi việc. Không nên mưu cầu những việc lớn lao sẽ có hại. Có sự buôn ba, vất vả, xoay trở khó khăn, nên cầu viện ý kiến của quý nhân, hay cấp trên. Có lộc nhỏ. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Có sự đi xa, di chuyển của thân nhân. Chuyện tình cảm không nên có thái độ dứt khoát vì chưa phải lúc có tiệc hoặc có khách đến cuộc hẹn dễ bị giang dở chờ đợi lâu lắc ngày có nhiều tin tức không tốt hoặc công việc phải làm trong sự nhẫn nại khó khăn mới có thể thành công có kết quả không nên hấp tấp vội vàng thoái lui hoàn toàn không có lợi cẩn trọng khi đi đường hoặc di chuyển sử dụng xe cộ máy móc có rủi ro tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim sức khỏe không tốt ngày nhận được tin xấu không nên tin vào sự xét đoán của mình sự việc sẽ không đúng như suy nghĩ việc đi lại nên cẩn trọng hoặc hay phải rời hẹn trong sự gặp gỡ. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ. Nhà có hỷ sự, có khách hoặc có tin. Có ăn uống, quà tặng hoặc được mời. Có tài lộc, có sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi thìn Trong ngày có chính ấn chiếu mệnh, mặc kệ người khác nghĩ gì, con giáp tuổi thìn hãy đặt bản thân lên vị trí trọng tâm ngày hôm nay khi bạn làm điều mà mình muốn mọi người sẽ tôn trọng và sẵn sàng ủng hộ bạn mà thôi đừng cảm thấy ngại ngần bối rối vì điều đó nhé thổ thủy xung khắc gây ra những rắc rối trong mối quan hệ mà thậm chí bản mệnh chưa từng nghĩ tới có những người cố tình không hiểu bạn thì có cố giải thích như thế nào họ cũng không chịu lắng nghe hoặc còn cố tình bẻ lái khiến câu chuyện gây bất lợi cho bạn đấy nhé trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng đông bắc phía ngoài phòng bếp bếp lò và giường ngủ do đó thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa mọi việc mong cầu sẽ đến nhanh và nên tiến hành theo đúng như dự tính có thể đứng đại diện cho nhóm bạn đồng sự khi hợp tác ký kết thảo luận người trẻ tuổi sẽ là người đắc lực của mình trong vai trò ứng phó phụ tá quan hệ về tình cảm rất tốt, thuận lợi cho việc đính ước, nhưng cũng nên đề phòng có sự trở ngại vì có đệ tam nhân xuất hiện hoặc có điều kiện ngoài khả năng của mình, nên nhẫn nhịn, chớ tranh cãi. Có hỷ sự, tài lộc chưa đến, hoặc có mà phải phân chia, hoặc chỉ có lộc ăn, quà tặng, lộc của sự hẹn ước vừa ý. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Đã đến lúc cần phải có sự quay lại nơi trốn cũ để giải quyết các công việc cần thiết. Có tin buồn về tình cảm, hoặc có sự chậm trễ về sự giao hẹn, hẹn ước, có tin tức tốt ở xa có tài lộc tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc ngày có tin tức ở xa tốt xấu lẫn lộn mọi việc nên chờ đợi không nên vội vã tiến hành cũng không nên nghe ý kiến của những người khác có người ra đi gặp lại người xưa tài lộc trung bình ngày có sự định kỳ đáo hạn đến hẹn tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim dù gặp sự thuận lợi cũng nên chậm rãi vừa làm vừa thăm dò không nên có sự vồn vã về tình cảm khiến cho người khác nghi kỵ cần đắn đo trong việc giao hẹn, đính ước, soạn thảo giấy tờ. Có tin xa tốt xấu lẫn lộn. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Không nên quá tính toán về chuyện tiền bạc, nếu có thì nên chia sẻ. Mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công. Tuy nhiên mọi sự đều phải song phẳng để tránh sự mít lòng về sau. Nên di chuyển, đi xa. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu hao tài về giao thiệp ăn uống giải trí chữa bệnh tử vi tuổi tỵ trong ngày có ngủ hành lục xung xuất hiện cho thấy nếu con giáp tuổi tỵ nhận thấy nếu ai đó nhất định không chịu hiểu và chia sẻ quan điểm sống của bạn thì tốt nhất là đừng tốn thời gian cho họ nữa hãy dành thời gian cho riêng mình bởi vì bạn xứng đáng được tôn trọng và lắng nghe đúng không nào Chính quan nhắc nhở việc duy trì nhịp bước đều đặn của mình là lời khuyên cho bạn hôm nay nhé người tuổi Tỵ, đừng vì bất cứ lý do gì mà làm việc theo cảm tính, khiến tốc độ xử lý công việc của bạn bị ảnh hưởng theo nhé. Thái độ chuyên nghiệp sẽ giúp bạn có một ngày hiệu quả. Nếu bạn đang muốn có sự giúp đỡ của ai đó để giải quyết một tình huống khó khăn mình vướng phải thì tại sao không chủ động lên tiếng mở lời với họ nhỉ? Đừng lăn tăn gì, bởi vì đối phương đang rất sẵn lòng hỗ trợ bạn với điều kiện là bạn mở lời đấy tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Ngày xung của bổn mạng, việc như thế nào thì cứ để yên, không nên toan tính vội vàng chỉ làm cho vấn đề thêm rắc rối. Công việc dễ bị bỏ dở hoặc ngưng ngang do các sự kiện khách quan bên ngoài đưa đến, hoặc có sự hư hại, hoặc có tin không tốt, không thuận lợi khiến cho mình không để tâm vào công việc trọn vẹn. Sự đi hay ở đều khó quyết định, tài lộc không tốt. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Ngày xung của bổn mạng, không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện và cũng đừng nên nhúng tay vào chuyện của người khác nếu có đến hỏi ý kiến của mình không nên ký kết hứa hẹn hấp tấp trong quyết định hoàn toàn không tốt có sự tu bổ sửa chữa mua sắm đồ đạc vật dụng tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc ngày xung của bổn mạng không nên tranh cãi hoặc nhúng tay vào những việc của người khác dễ bị làm ơn mắc oán sự mong cầu về công việc tin tức đều chậm có trở ngại có tài lộc nhưng dễ hao nên kết thúc công việc tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim ngày xung của buồn mạng nếu có toan tính việc đi xa di chuyển hoặc tiến hành công việc không nên e ngại sự trắc trở không đúng hẹn không đúng với dự tính mọi việc sẽ có kết quả và có quý nhân bè bạn giúp đỡ tuy nhiên nếu đã thành công thì không nên tiến thêm dù là chuyện tình cảm cũng vậy tài lộc tốt tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy ngày xung của buồn mạng đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình hoặc gặp chuyện thị phi nói xấu tranh cãi có tin buồn sức khỏe không tốt đề phòng rủi ro tai nạn mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính không nên nhúng tay vào chuyện công danh tình cảm của người khác tử vi tuổi ngọ vận trình thứ hai này có thiên quan xuất hiện trong ngày hôm nay nhắc nhở con giáp tuổi ngọ đừng vì tin tưởng ai đó mà chia sẻ hết mọi thứ cho họ những người này có thể đang có ý định xấu khi họ sử dụng thông tin của bạn đấy. Ngoài ra, tránh việc phóng nhanh vượt ẩu kẻo gây tai nạn nhé. Hỏa Thủy xung khắc cho thấy chướng ngại tinh thần trong ngày hôm nay rất lớn, nếu bản mệnh không tìm cách để tự giải thoát cho mình thì bạn sẽ còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe nữa đấy. Nếu có thể hãy tâm sự với một người thân thiết nào đó cho tâm tư được thoải mái hơn bạn nhé. Theo hải thượng lãn ông, hôm nay cũng là ngày 17 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh trẻ. Bản mệnh lưu ý tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc tìm phương kế khác có lợi hơn là làm theo lối cũ. Có tin hoặc có quý nhân, bạn bè đến đem lại chuyện vui, tin lành. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Có sự tu bổ, dọn dẹp, sắp xếp lại công việc, đồ đạc vật dụng ngày có hội hè, vui chơi, hò hẹn. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Mọi việc không thể chờ đợi, cần phải tiến hành, hoặc phải tìm phương hướng khác để giải quyết. Có tin tức ở xa hoặc có thân nhân, bè bạn đến, có tiệc tùng, đình đám, cuộc vui nhỏ. Có người đem tin buồn đến và cần nhờ và, giúp đỡ. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự hội họp, gặp gỡ, tiệc tùng. Có tin tốt thuận lợi về tình cảm, tài lộc. Có tin tức ở xa, hoặc người xưa quay trở về nếu có người đến bàn chuyện hùn hạp hợp tác thì nên nhận lời có quà tặng lộc ăn tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ di chuyển đi xa không có kết quả có tin xa có đám tiệc ngày có nhiều sự lo âu phải buôn ba cực nhọc khó có kết quả như ý muốn mọi tin tức mong cầu đều không tốt ngoài dự tính của mình có sự phật lòng hoặc bặt tin tức có tài lộc nhưng dễ hao cho các công việc về tu bổ sửa chữa giúp đỡ người thân bè bạn hoàn nợ tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn. Hoặc nếu công việc của mình có gặp trở ngại cũng nên nhờ người khác giúp đỡ, gỡ rối. Có tài lộc, có chuyện vui, có tin tức ở xa hoặc có sự gặp gỡ. Tử Vi tuổi Mùi trong ngày có ngủ hành tam hợp che chở làm cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi mùi bước vào giai đoạn hạnh phúc nhất thời gian này là cơ hội tốt để các cặp đôi đưa ra những quyết định quan trọng trong khi đó buổi hẹn hò lãng mạn cùng người mà bạn thầm thương trộm nhớ sẽ cho bạn những cảm xúc mới trọn vẹn thiên ấn hỗ trợ công việc cho những ai tuổi mùi làm việc liên quan tới ngành y nếu phát huy được y đức thì sự nghiệp càng thịnh vượng bên cạnh đó những ai kinh doanh tự do bắt đầu tìm ra hướng đi phù hợp cho mình để cải thiện công việc hiện tại thổ thủy xung khắc ảnh hưởng không tốt đến vấn đề tài chính của bản mệnh, hãy hạn chế việc cho vay tiền lúc này vì bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng nợ khó đòi. Ngoài ra, đừng tiêu sang cả tiền tiết kiệm của bạn đấy nhé, cẩn thận hơn với việc chi tiêu. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Mọi việc không nên hấp tấp tiến hành nhanh chóng, dù sự việc có cấp bách. Càng chậm càng tốt, sẽ có lợi. Nên tiếp tục lắng nghe hoặc chờ đợi tin tức mới sẽ có kết quả tốt. Ngày có nhiều tin tức hoặc có tiệc nhỏ, nhà có nhiều người đến. Có tin buồn về sức khỏe của người thân ở xa, hao tài về mua sắm, giao thiệp. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy. Sự mong cầu về tin tức hay công việc đều chậm chạp, chắc trở. Có tin tức ở xa mong cầu ý kiến của mình hoặc có sự trách oán ngấm ngầm. Có tin buồn, tiền bạc khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa. Mọi việc không nên lơ là dễ gặp rủi ro hoặc bị trách oán, rèm pha có sự tu bổ sửa chữa hao tốn về mua sắm hoặc có sự hư hại về đồ đạc nên thay đổi hoàn cảnh sống việc làm hiện tại có tin buồn tài lộc không tốt tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ có tin tức đi xa của thân nhân hoặc bè bạn có cuộc ra đi ngắn hạn nhà có tiệc tùng hoặc được mời dự tiệc có lộc ăn có sự tu bổ sửa chữa hoặc mua sắm tài lộc trung bình ngày có nhiều công việc bận rộn về giao thiệp xử thế khiến cho tiến trình làm việc đễ bị đứt đoạn và hao tài tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội sức khỏe không tốt có tin buồn gia đạo bất an trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu chỉ nên nghỉ ngơi không nên mưu tính sẽ khó có kết quả tử vi tuổi thân Cục diện ngủ hành thân hợi tương hại, nhắc nhở con giáp tuổi thân chớ nên vội vàng tin tưởng ai, nhất là người mà bạn chẳng biết họ xuất hiện từ đâu. Ngoài ra, bạn nên phân định rõ ràng những việc công, việc tư nếu không để hai việc này liên quan tới nhau sẽ khiến công việc của bạn rối tinh lên đấy. Rắc rối nào đó có thể nảy sinh hôm nay dưới tác động của kiếp tài, và nếu con giáp tuổi thân cứ trần chờ không xử lý thì mọi thứ còn có thể vượt qua tầm kiểm soát hãy cố gắng dành thời gian tìm hướng giải quyết chúng cho triệt để thay vì để những phiền toái làm đau đầu bạn lâu dài nhé. Kim thủy tương sinh hậu thuẫn cho các vấn đề liên quan tới tiền bạc của bản mệnh. Nhưng dù ít hay nhiều tiền cũng không được tiết lộ cho ai biết bạn nhé. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Cần phải có sự sáng suốt thông minh, lanh lợi khi đối đầu với công việc cũng như chuyện tình cảm. Dù không có sự thiệt hại gì nhưng sau này dễ có sự phiền lòng nên sòng phẳng chớ nên để tình cảm xen lẫn có sự thiệt thòi có lợi nhỏ tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nếu cần giải quyết việc gì thì nên hỏi ý kiến của quý nhân nên đi xa di chuyển sự mong cầu về tin tức làm ăn chậm chạp không nên vội vã tiến hành vì chưa hẳn tin tức đó là tin tức có thực nếu có thực cũng có sự thiếu sót có tin vui về chuyện tình cảm tài lộc tốt tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ sự mong cầu về công việc, tiền bạc, tin tức, tình cảm không nên nóng nảy, có sự chậm trễ chút ít nhưng vẫn có kết quả. Nên tiến hành, giải quyết công việc, không nên ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh Mộc. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Tình cảm vui vẻ, có tin xa, ngày có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, quà cáp dự tiệc. Việc làm gặp quý nhân hoặc công việc dễ dãi thuận lợi. Có cuộc đi ngắn hoặc có sự sửa chữa tu bổ, mua sắm về đồ đạc chuyện tình cảm không nên đặt nặng vào một người hay một công việc có sự trách oán có người không đồng ý về chuyện làm của mình tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nếu có người đề nghị hoặc giúp đỡ thì nên việc thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ sửa chữa chỉnh đốn tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian sẽ có kết quả tốt chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ Tử vi tuổi dậu Ngày thứ hai này xem tử vi cho thấy, sự giúp đỡ người khác là cần thiết tuy nhiên đừng vì ảnh hưởng của tỷ kiên mà trở nên ích kỷ ngay sau đó khi đặt nhu cầu của người khác lên trên chính bạn ngày hôm nay. Nếu bạn muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết phải tôn trọng bản thân đã, nếu không bạn có thể sẽ tổn thương đấy. Ngũ hành tương sinh giúp bạn cuối cùng cũng tìm được cho mình khoảng bình yên mà mình mong muốn trong ngày hôm nay có thể vấn đề tiền bạc của bạn được giải quyết nên bạn cũng cảm thấy thoải mái, vô tư hơn, không phải nghĩ nhiều. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay một số việc mà bạn muốn làm thì nên thực hiện ngay, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gà, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Không nên nóng nảy hoặc hấp tấp vội vàng khi có tin không thuận lợi cho mình về công danh cũng như về tiền bạc. Mọi việc đều chưa có sự kết thúc rõ ràng nên tìm gặp quý nhân thăm hỏi có tin buồn ở xa tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa ngày có sự gặp gỡ hội họp bè bạn thân nhân có chuyện vui nhưng cũng có tin buồn về buồn mạng sức khỏe công danh của người thân hao tốn về tiệc tùng mua sắm cuộc vui không nên kéo dài sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền toái tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ không nên hấp tấp trong mọi việc nhất là khi đi xa di chuyển dễ bị rủi ro tai nạn hoặc bị phạt vạ có tin buồn ngày có sự hao tốn về giao tiếp, giúp đỡ, tiệc tùng, đình đám. Tuy nhiên vẫn có tài lộc hoặc chuyện vui. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Việc đến thì nên cố gắng làm cho hoàn tất. Sức khỏe không tốt, cẩn trọng khi đi lại, di chuyển. Ngày có đám tiệc, có sự gặp gỡ. Ngày nhận được nhiều tin không tốt về công danh, tình cảm, tài lộc. Không nên nhúng tay vào chuyện người, hoặc hấp tấp quyết định cho họ đều sai lầm. Có lộc nhỏ hoặc quà tặng. Có người đi xa, có tin xa tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim mọi việc đều khó hoàn tất dễ gặp những chuyện trái ý nên nghỉ ngơi tu bổ chỉnh đốn lại những công việc cũ có sự gặp gỡ và hao tốn về giao thiệp ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở sức khỏe không tốt có tin buồn có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp tu bổ mua sắm tử vi tuổi tuất trong ngày thứ hai này có chính ấn chiếu mệnh, hỗ trợ cho công việc của con giáp tuổi tuất thuận lợi. Những mong đợi những thay đổi trong đời sống thì ngày hôm nay là thời điểm thích hợp để làm điều đó. Bạn hãy cứ thử mạnh dạn dấn thân xem sao, kết quả thậm chí sẽ vượt xa suy nghĩ ban đầu của bạn đấy. Thổ thủy xung khắc dự báo có điểm ngăn cản, do đó bản mệnh phải lưu ý, nếu có làm gì cũng phải xem xét trước sau cẩn thận, nhất là những việc liên quan tới giấy tờ. Ngoài ra, khi tham gia giao thông phải luôn đảm bảo an toàn nhất có thể. Theo lịch ngày tốt, hôm nay nếu đi đâu, bản mệnh nên ưu tiên hướng Hỷ Thần, hướng Tây Bắc hoặc Tài Thần, hướng Đông Nam, hạn chế hướng Hắc Thần, hướng Tây Nam. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh Hỏa. Sự mong cầu về tiền bạc thường hay có sự trắc trở, gặp rắc rối, hoặc tình hình thực tế xảy ra không đúng như mình tiên đoán. Đề phòng có người chơi xấu hoặc cạnh tranh về danh lợi hoặc tiền bạc với mình. Trong việc hợp tác không nên bày tỏ hết những ý định của mình, dễ bị phản bác từ chối có tin tức vui buồn lẫn lộn ở xa ngày có sự xoay chuyển thay đổi công việc đến kỳ hẹn đáo hạn hoặc đang tiến hành thì bị bỏ dở do có tin hoặc có người đến phải giao thiệp tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên đón nhận cơ hội sẽ có sự thuận lợi cho công việc mới khi mình muốn thay đổi hoàn cảnh hiện tại sẽ có người tiến dẫn đến thành công vấn đề là do ý chí của mình có vượt qua được những khó khăn còn tồn tại hay không chuyện tình cảm giao thiệp nên có tính cách lâu dài chậm rãi tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày có nhiều công việc tin tức đến dồn dập xảy ra nhiều chuyện bận rộn ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên tiến hành công việc không nên để mất cơ hội và giữ được uy tín có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim tất cả mọi việc có liên quan đến giấy tờ văn tự đơn xin phải cực nhọc mới có kết quả nên cẩn trọng có sự sơ sót hư hại lùng cùng ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang bỏ những việc hoặc đồ đạc cũ có tài lộc, có tin vui của bè bạn, thân nhân ở xa, làm gì cũng nên tự mình giải quyết mới có kết quả. Không nên tin vào người khác. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ dù là chuyện tốt hay xấu cũng vậy nên chấp nhận và tìm phương hướng giải quyết. Tuy nhiên làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc áp lực, rất dễ có những chuyện xảy ra làm đảo lộn tình thế khiến mình phải lo toan. Có cuộc đi ngắn, không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện dễ hao tốn tuy nhiên cũng gặp quý nhân giúp đỡ có chuyện vui tử vi tuổi hợi vận trình ngày thứ hai này người tuổi hợi đang gặp cục diện ngủ hành hợi hợi tự hình khiến con giáp tuổi hợi có xu hướng suy nghĩ tiêu cực có thể những gì bạn nghĩ tới có phần đúng nhưng không có nghĩa là không có cách cải thiện hãy học tập cách người khác xử lý nó đừng ủ ê chê bai hay than thở quá nhiều mọi người còn có cuộc sống riêng không thể ở lại nghe chuyện của bạn mãi được thương quan dự báo bạn càng phụ thuộc người khác trong ngày hôm nay bạn càng cảm thấy đau đớn đấy con giáp tuổi hợi nhé học cách yêu thương bản thân là điều quan trọng ngày này đấy đừng trông đợi người khác yêu thương bạn trong khi bạn chưa thể làm được điều cơ bản nhất chính là yêu thương chính mình cải thiện cuộc sống bắt đầu từ việc hiểu mong muốn của chính bạn đã nhé tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của buồn mạng nên giữ mức độ bình thường của các việc làm trong ngày sự bày vẽ thêm chỉ đưa đến kết quả không tốt. Có tin buồn, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Dù có gặp tin tức không thuận lợi cũng không nên nóng vội. Hãy dùng tình cảm để giải quyết mọi chuyện hoặc tìm gặp quý nhân thăm hỏi ý kiến. Nếu không có việc gì thì cũng không nên bày vẽ chỉ gặp mọi chuyện không hay chỉ đưa đến hao tốn. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Có nhiều công việc tin tức đến rất bận rộn phải lo toan giải quyết sức khỏe không tốt có tin buồn về công danh tài lộc sức khỏe của thân nhân bè bạn ngày khó có sự kết thúc như ý tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim ngày tuổi của buồn mạng có tin tức sa thải nghỉ việc thuyên chuyển ưu phiền rắc rối xung đột bệnh tật tai nạn giữa mình và người thân bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo có tin thay đổi chỗ ở văn phòng nơi kinh doanh ngày có nhiều bất lợi mọi sự đều phải cẩn trọng Đừng vì tự ái, bất mãn, khó khăn mà làm liều sẽ có sự thiệt thòi. Có tin buồn. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của buồn mạng. Mọi việc nên cẩn trọng, có tin buồn. Mọi việc đều nên nhẫn nhịn, sức khỏe không tốt. Nên dùng tình cảm để giải quyết mọi việc, không nên có sự đương đầu. Nếu có thể giải quyết công việc bằng sự hao tốn tài lộc thì cũng nên. Sự việc chớ để kéo dài thêm nữa. Hao tốn về giao thiệp hoặc gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tu bổ, sửa chữa, mua sắm cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại